Tửu em ơi, sao đồ trong tủ lạnh cứ bị dồn hết vào một góc thế này? Tửu có bị nghiêng không? Tủ không nghiêng, mà vì hơi lạnh không di chuyển. Anh xem này, góc ngoài thì đọng nước, góc trong thì lạnh sâu, nên đồ ăn cứ phải để dồn vào một chỗ như thế mới giữ được lâu. Ôi giời ơi, sao em không bảo anh sớm? Nhà mình đổi tủ lạnh Toshiba mới ngay đi. Thật đó? Vì tủ lạnh máy giặt Toshiba đang có ưu đãi tẹt gà luôn tại điện máy xanh đấy. Thế thì đúng là dịp tốt em đang chờ. Để sinh chiếc tủ lạnh Toshiba Origin Fresh. Chức năng này nhá, sẽ giúp giữ đúng mùi vị tươi ngon của thực phẩm đấy. Và nhất là tủ có công nghệ làm lạnh đa chiều, giúp phân bổ đều khí lạnh. Thức ăn có để ngăn nào góc nào cũng bảo quản tốt hết. Đây, giờ mà chọn tủ lạnh Toshiba 513 lít là còn được tặng thêm tủ lạnh 233 lít trị giá 7.540.000 đồng đấy nhá. Ui thích thế. Còn không thích nhận quà thì giảm ngay vào giá, giảm được 3.790.000 đồng luôn đấy. Wow. Chưa kể bất kỳ tủ lạnh, máy giặt Toshiba tại điện máy xanh đều có bán trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm, không phí hồ sơ. Bất ngờ chưa? Wow, ưu đãi tốt thế thì cứ điện máy xanh chọn Toshiba ngay thôi. Nhất trí. Kính mời bà con nhân dân theo dõi nội dung tuyên truyền một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 1. Cơ quan nào đăng ký nghĩa vụ quân sự? Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nơi cư trú tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có ban chỉ huy quân sự ở cơ sở, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú. 2. Nghiêm cấm các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự, sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật, xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ. 3. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Theo quy định tại Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đối với người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của mình, phạm tội trong thời chiến, lôi kéo người khác phạm tội. 4. Về chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ. Trước khi nhập ngũ, đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận và học tại các trường đó. Được trợ cấp tạo việc làm. Trước khi nhập ngũ, đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, thì khi xuất ngũ, cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí làm việc. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian học tập được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. 5. Nghĩa vụ quân sự là gì? Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân, phục vụ trong quân đội. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.